Rồi, xin chào các bạn. Mấy hôm nay công việc của mình hơi bận rộn các bạn. Từ sáng tới tối luôn. Thành ra mình cũng không có thời gian quay clip. Mà những cái máy mình build cho khách thì cũng là những cái máy mình đã có clip rồi ở trên YouTube, mình không có quay lại nữa. Rồi, hôm nay mình làm một cái clip mới. Nhân dịp là coi như là sắp Tết rồi các bạn, cuối năm rồi. Mình muốn tổ chức một cái game nhỏ nhỏ tặng quà cho một số gọi là người xem YouTube của kênh mình ha. Tuy kênh mình là kênh nhỏ thôi, mình đã bật kiếm tiền được khoảng từ tới nay là khoảng được đúng một năm rồi các bạn. Thì tiền YouTube hàng tháng, những tháng đầu tiên thì có vài trăm nghìn thôi, rồi sau đó thì nâng dần lên, bây giờ cũng được triệu mấy rồi đó. Thì tổng bộ số tiền đó mình dùng để mình mua gạo cho bà con khó khăn nè, rồi tặng tiền mặt cũng không có nhiều các bạn, thì có nhiều tặng nhiều thôi cho một số cô bác anh chị nghèo khổ ở ngoài đường rồi đó, vân vân. Rồi hôm nay thì đáp lại tình cảm của một số anh chị em đã xem một clip của mình, cũng như có những cái comment ủng hộ, like ủng hộ mình để có một số cái động lực để mình quay những cái clip tiếp theo đó. Thì mình có một cái game gọi là game show nhỏ nhỏ, thì mình sẽ dành ra một ít quà để tặng trong cái game này. Thì đầu tiên như các bạn đã thấy phía trước á, đây là cái thùng máy gateway nè các bạn. Cái thùng này là mình cũng có clip giới thiệu về về cái thùng máy này rồi. Thì đây là một cái bộ máy giống như là gần như là new full box nha các bạn. Tất nhiên là mình bỏ một thời gian dài ở trong kho thì nó cũng có một số bụi, nhưng mà cũng không đáng kể. Mấy cái siêu này nó vẫn còn nè các bạn, chưa có lột ra. Các bạn thấy không, siêu viền nè. Thì cái thùng này nó cũng có cái hay là có cái giải led đây nè. Thông số kỹ thuật hay là chi tiết về máy là mình cũng đã quay trong một clip riêng về nó rồi. Thì chạy coi 5-2320 nè các bạn, Intel Rapid nè. Rồi ổ cứng 500GB, RAM 4GB, DVD. Rồi đọc thẻ nhớ đó. Thì các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn, các bạn có thể xem lại cái clip về cái thùng máy Gateway nè, DSG nè các bạn đó. Thì nó gồm có cả phím chuột của Gateway luôn các bạn. Thì cái này đều là mới, chưa có dùng. Rồi có cài Windows 7 trong đây luôn. Windows 7 thì có tem bản quyền nè các bạn. Các bạn có thể cái chấm key về cái này đó. Thì như vậy là mình sẽ làm lên một cái máy full trọn vẹn, giống như là giống như là bên hãng người ta làm rồi ha, với full cấu hình như vậy luôn. Rồi thì đây sẽ là giải nhất đó. Rồi đây là giải nhất, thì mình sẽ định làm là một cái giải nhất, hai cái giải nhì và ba cái giải ba các bạn đó. Rồi đây là cái giải nhất nha các bạn nha. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ hai cái giải nhì. Rồi tiếp tục là hai cái giải nhì. Hồi nãy mình làm cạ vô cạnh bàn nó bị trầy miếng này các bạn. Rồi hai cái giải nhì thì một trong hai giải á, thì hai cái này thì cái giá trị nó cũng tương đương đó các bạn. Thì đây là các bàn phím HP GK 400F, phím này phím cơ blue sheet gì đó các bạn. Rồi, màu mè cũng đầy đủ như này nè. Mình cũng có không, hay mình chưa làm clip về cái này. Rồi chút xíu mình sẽ ghim lên cho các bạn thử. Rồi tiếp theo nữa, đây là các bàn phím chuột không dây của Dell các bạn, hàng chính hãng nha các bạn, và thiết kế cũng rất là đẹp. Thì phím chuột này không dây này cũng có lợi thế là các bạn dùng cho laptop nè, các bạn ngồi ở cái màn hình xa để chúng ta xem phim clip nè các bạn, nó cũng khá là hay. Hoặc là mấy bạn sử dụng cho cái máy all in one các bạn, tức là một cái máy bàn tích hợp luôn cả màn hình của Dell á, thì nó cũng rất là thú vị, làm được cũng được nhiều chuyện đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra thử cho các bạn tham khảo nha. Rồi thì đây cũng là một bàn phím phổ thông cơ bản thôi các bạn, cái mức giá cũng khoảng tầm 500.000 thôi. Cái này tặng cho bạn vui thôi các bạn, đừng có la là nó dở hay gì quá nha, nói chung là tình cảm là chủ yếu, của ít lòng nhiều các bạn. Mình thích này là nó có cái logo HP đây nè các bạn. Rồi để mình ghim lên thử luôn nha, để mình đặt lên cái nóc máy Gateway. Cái Gateway thì nó có hai cái cổng USB trên đây nè các bạn, nên cũng khá là tiện. Các bạn nghe tiếng kêu không? Rồi đây là cái bàn phím HP GK400F nha các bạn. Thì cái này có thể đổi được nhiều màu và nhiều cái kiểu chớp đó các bạn, cũng khá là hay đó. Rồi các bạn bạn nào nhận được cái gì thì về trải nghiệm thử chơi ha. Rồi đây là các bàn phím HP. Cái này mình mới mua vào ngày 2 tháng 1
ngày 2 tháng 1, nay khoảng được 10 ngày các bạn. Đây là ngày 12 rồi nè, bảo hành 12 tháng các bạn ha. À. Rồi, tiếp tục là bàn phím chuột không dây các bạn. Thì đây là giải nhì, đây cũng là giải nhì nha. À. Đây là phím chuột không dây. Đây là con chuột của đeo nè các bạn. À. Rồi đây là bàn phím của đeo. À, các bạn thấy, nhìn thấy dễ thương không? Đây là phím chuột chính hãng nha các bạn. Đó, Bluetooth. Rồi, thì ở trong phím chuột đeo không dây này các bạn là có cả pin đồ kèm theo hết trơn ha. Pin là pin mới hết nên các bạn chỉ mua về gắn vô sử dụng thôi. Và cái bộ này tên là đeo KM636. Đó. Rồi, ở đây gọi là dễ gì nha các bạn. Rồi, và đây là cái đầu Bluetooth nha các bạn, đầu thu Bluetooth của bàn phím bàn chuột. Thì cả phím và chuột đều dùng chung một cái đầu thu này các bạn ha. Thì nó sẽ nằm ở vị trí này, đã nhét ở đây. Đó, đây là cái đầu thu nè các bạn. Đầu thu. Rồi, chuột, phím. Rồi, đó là giải nhì. Rồi, tiếp theo là sẽ là ba giải ba. Như vậy là sẽ có một giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba các bạn nha. Thì giải ba này là mình sẽ tặng ba cái fan Cooler Master T400i dành cho các bạn nào về nâng cấp cái fan cho cái máy của mình, nếu mà fan mình còn đang sử dụng stock riêng đó các bạn nha. Rồi, ba cái fan T400i này thì rất là quốc dân rồi. Cũng là fan mới 100% nha các bạn. Chạy được mình gắn được cho cả CPU socket 155, 150, 775 rồi socket 2011 vân vân các bạn nha. Đó, fan này thì cũng có nhiều bạn làm clip rồi. Nè, 1366 rồi nữa nè. Đó. Rồi, thì ba cái fan này, thì ba fan này là ba fan new 100% luôn các bạn ha. Giá thị trường ở mức khoảng 200 mấy chục ngàn thôi các bạn. Cũng rất là rẻ. Rồi. Như vậy tóm lại là mình sẽ có một giải nhất là cái thùng máy Gateway DX Series. Đây có thùng máy lung linh này nè. Rồi, hai cái giải nhì là một cái bàn phím này. Và một cái bộ phím chuột không dây này. Rồi. Giải ba là ba cái fan T400i. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ nói về cái cách thức để chơi cái này nha các bạn. Rồi, đây là cách này các bạn. Thì mình sẽ, khi đó mình sẽ cho khi mà mình đăng cái clip này lên á, thì ở trong phần mô tả mình cũng có tóm gọn lại cái cách mà chúng ta tham gia cái này. Thì các bạn có cái tài khoản Google á, các bạn vào xem clip của mình á, ở bên dưới phần comment á, là các bạn sẽ viết tắt cái tên của các bạn nha. Hoặc là khỏi cũng được, nhưng mà viết tắt thì nó vẫn hay hơn. Ví dụ như mình là Hoàng Trương thì mình ghi là Hoàng Trương, và sau đó các bạn sẽ chọn ba cái số mà các bạn bạn thích. Ví dụ như mình, ví dụ là Hoàng Trương rồi cái mình hai chấm, mình ghi là 136, ví dụ vậy. Thì khi mà mình quay để mình đo kết quả thì mình sẽ dùng cái phần mềm random.org này nè các bạn. Rồi ở trong đây thì rồi ở đây là mình sẽ chọn nè các bạn. Mình các bạn sử dụng ba số thôi nha. Thì ở đây mình sẽ chọn là 000 nè cho tới là 999. Tại vì mình thấy mấy cái clip của mình thường thường có mấy trăm bạn coi có khi được 1000, nên mình sẽ chọn từ đây tới đây. Đó. Rồi, sau đó mình sẽ chọn vô đây. Enter. Đó, thì khi mà mình bấm lần đầu tiên vậy là mình sẽ quay mặt những cái giải thấp trước các bạn. Ví dụ như là ba cái giải ba trước, thì khi mình quay ba giải ba thì mình quay ba lần. Ví dụ số thứ nhất là 453. Sau cái mình thêm cái nữa là 747. Đó, ví dụ như vậy. Rồi mình quay cái nữa là 382. Như vậy là ba cái số vừa rồi sẽ nhận được ba cái fan Cooler Master T400i. Rồi khi mình quay xong ba cái đó rồi, mình sẽ xác nhận cho ba con đó rồi, thì tiếp tục mình sẽ quay tiếp 162 và 731. Thì một cái bạn 162 và bạn 731 này sẽ lần lượt nhận được cái bàn phím HP GK400 đó các bạn. Và cái tiếp theo nữa là bộ phím chuột đeo không dây chính hãng. Rồi, sau đó nữa là mình sẽ bấm thêm một cái cuối cùng nữa. Đó, rồi ra số 9 tức là 009 đó các bạn. Thì các bạn 009 này sẽ nhận được một cái thùng máy Gateway. Đó, thông số kỹ thuật là mình sẽ giữ thông số kỹ thuật zin của nhà sản xuất luôn các bạn. Rồi, bạn nào có, ví dụ bạn đó có chơi game LOL hay gì, bạn đó có thể là nâng cấp thêm SSD, thêm RAM nữa, ví dụ là như vậy. Đó. Rồi, thì hy vọng cái clip này cũng là một phần lời cảm ơn của mình dành cho các bạn đã theo dõi cũng như quan tâm tới những cái clip của mình trong thời gian vừa qua. Thì những cái lượt xem của các bạn cũng một phần nào đó góp phần để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn
đó, mình cũng rất là nỗ lực trong cái việc này. Rồi lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip, vui lòng một xúc ủng hộ kênh mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Cái tiếp theo nữa, cái điều này cũng khá là quan trọng, thì toàn bộ ví dụ khi mình đã xác nhận những cái số số random này đã được trúng giải 3, giải 2, giải nhất gì đó, thì các bạn sẽ vui lòng dùng cái tài khoản email Gmail của các bạn á, gửi qua Gmail cho mình ha, để xác nhận được là tên nè, địa chỉ với số điện thoại, mình sẽ ship hàng gửi cho các bạn nếu mà trong trường hợp các bạn ở xa. Và cái phí ship á là mình sẽ trả trước hết luôn, các bạn chỉ nhận hàng thôi đó, và mình chỉ áp dụng ở Việt Nam thôi nha các bạn. Ở nước ngoài mình không có tiền gửi, không có trả phí ship nổi. Rồi, ok. Xin chào các bạn.